نبدأ الآن. نبدأ الآن حتى لا نتأخر. حتى لا نتأخر. نبدأ الآن حتى لا نتأخر. Chúng ta bắt đầu bây giờ để không trễ. Tiếng Ả Rập thì nói chúng ta bắt đầu bây giờ. Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Hatta tới khi la nataakhar, tới khi chúng ta không chậm trễ. Thì cái câu này nếu mình dịch đi, chúng ta hãy bắt đầu bây giờ để không trễ. Hatta la nataakhar. Inshallah al-yawm sa natrus al-mawdu at-tasawwuq. Tasawwuq, cái từ gốc của nó sukun. Sukun là chợ siêu thị, sukun chợ siêu thị. Tasawwuq, tasawwuq là đi mua sắm. Tiếng này shopping. Shopping. Tasawwuq shopping. Tasawwuq shopping đi mua sắm. Inshallah namshi ila al-wahda at-tasi'a. Chúng ta đi đến unit thứ 9. Ad-dars. Ad-dars huna 49, 49. Okay. Al-ardu, okay, cái này mình học hết. Bây giờ, inshallah. Bây giờ, namshi ila al-hiwari al-awwali. Bayna yakun al-hiwar al-awwal bayna al-ba'i' wa-talib. Cái hiwar đầu tiên được diễn ra hay là xảy ra giữa người bán và sinh viên học sinh. Okay. Bây giờ mình có al-ba'i'. Ba'i là người bán. Gốc từ của nó ba'a, ba'a là bán. Ba'a. Ba'i là người bán. Người bán hàng. At-talib là sinh viên, học sinh. Al-ba'i nói ahlan wa sahlan. Cái này, cụm từ này mình, cái cụm từ này là cái mình thường xuyên rồi, thường xuyên sử dụng ahlan wa sahlan. At-talib trả lời uridu mu'jaman min fadlika. Tôi muốn một cuốn từ điển, thưa ông hay thưa bạn hay hỡi bạn, hay là please. Okay, các bạn nhớ là min fadlika mình dùng trong tiếng Anh là please. Ví dụ cái câu này mình nói I want a dictionary please. Đấy, min fadlika, các bạn nhớ này, cái cụm từ min fadlika là please. Min fadlika, please. Đó, min fadlika là please. Okay, please. Mấy cái cụm từ min fadlika là please, nghĩa là uridu mu'jaman, tôi muốn mua một cuốn từ điển, nhưng mà không có mua ở đây, có nghĩa là tôi muốn một cuốn từ điển, min fadlika thưa ông, hay nguyên dịch xin ông vui lòng. Vui lòng không được, hãy vui lòng người ta, người cái bên người nghe cho mình, cái này mình xin. Ok, uridu mu'jaman, tôi muốn một cuốn từ điển. Mu'jam nhé, mu'jam là cuốn từ điển nhé. Cuốn từ điển. Uridu mu'jaman min fadlika. Al-ba'i nói ayya mu'jamin turid. Ayya mu'jamin turid. Cuốn nào turid bạn muốn. Ay trong tiếng Ả Rập là which. Trong tiếng Anh mình hay gọi là which. Which nhé. Ay là which. Cái gì? Cái gì? Liên quan là cái từ điển nào? Cái từ điển gì? Turid bạn muốn là which dictionary you want? Which dictionary you want? Ayya mu'jamin turid? At-talib nói uridul mu'jamal arabi. Tôi muốn cuốn từ điển Arab. Tôi muốn cuốn từ điển Arab. Uridul mu'jam al-arabi. Okay. Al-ba'i nói tafaddal mu'jam, bạn hãy vui lòng nhận lấy hay là lấy al-mu'jam al-arabi, cuốn từ điển Ả Rập đây. Wa madha turidu aydan, và bạn còn muốn gì nữa? Và cái gì turid bạn muốn? Aydan thu,
and what you need to and what you want to. Okay. الطالب nói أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. Tôi muốn sách reading. القراءة là reading. Reading book. Sách ví dụ viết những bài bài những cái bài văn để mình đọc, cái đó là sách qira. أريد كتاب القراءة. قراءة bắt đầu từ qara, yaqra'u, iqra'. Trong Quran iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Còn al-qira là reading. أريد كتاب القراءة. Tôi muốn cuốn reading, cuốn sách reading. Wa kitab al-qawa'id, và cuốn ngữ pháp. Al-qawa'id là ngữ pháp. Các bạn nhớ này. Số nhiều của nó qawa'id. Nó từ qa'idah. Qa'idah là căn cứ. Căn cứ cũng được. Qa'idah askariyah, căn cứ quân sự. Cái gì mà làm cái căn bản hay là làm một cái cơ bản cho một thứ gì khác gọi là qa'idah. Vậy chính vậy mình gọi là formula cũng được. Đấy. Công thức. Tính cái công thức là một cái mà làm cơ sở cho cái thứ khác gọi là qa'idah. Ok. الباعي هذا قواعد من الفاب قام قام نحو لنا خلينا نقول نحو 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 قواعد تنين رب لا قال نحو có thể có nhau có thể có sao đâu có thể trong đó có thể vậy là nó bao gồm nó là tập hợp mẹ đó mình kia đó phải không? Coi đặt tiếng Anh ngữ pháp là nói chung cái gì mà liên quan tới hệ thống một ngôn ngữ ha. Còn nahu là gì? Mình học cái nahu là xác định dấu cuối của từ thôi. Dấu cuối tức là xác định vị trí của từ trong câu. Đấy. Nahu. Giờ là câu ai thứ mới là câu ai thứ là nó bao gồm vào đó, đúng là người pháp nó đúng không? Câu ai là công thức. Câu ai đó. Câu ai. Cái này số ít là qa'ida. Al-qa'ida. Nó họ muốn làm một cái căn cứ, một cái cơ sở cho tổ chức của họ. Đây là Al-Qaida. Cái đó gọi là Al-Qaida Al-Askariya, căn cứ quân sự. Uridu daftaran hadha kitabul qira'ah. Đây là kitab qira'ah wa hadha kitabul qawa'id. Đây là kitab ngữ pháp. الطالب أريد دفترا وقلما. Tôi muốn một quyển viết, tập viết, và قلما và một cây viết. Các bạn nhớ thấy nó không có alif lam, chỗ mà không có alif lam mà chỗ có alif lam bạn để ý nha. Okay. أريد دفترا وقلما. Tôi muốn một cuốn tập viết và một cây viết nè. البائع nói تفضل الدفتر والقلم. Mời bạn lấy hay là mời bạn nhận lấy. Tafaddal. Please. Al-daftara wal-qalama. Cuốn tập và cây viết đấy. Hal turid shay'an akhar. Hal turidu shay'an akhar. Bạn có muốn thứ khác không? Bạn có muốn vật gì khác không? Shay trong tiếng Ả Rập nhiều lắm, nhiều nghĩa là mình có thể thứ vật chuyện. Thứ điều vật. Chuyện, ok, tất cả đều được, cái đó là something, trong tiếng Anh có thể, do you need something else, đấy, something rồi, cái gì mà liên quan tới thứ vật gì mà mình chưa biết, shape trong tiếng Anh sử dụng rất phong phú, ok, ví dụ mình nói, hal indaka shay, bạn có gì không, bạn có điều gì không, đấy, lấy mắt anh đi shape, tôi không có gì, đấy, At-talib nói, la, wa shukran, xin cảm ơn, không, và xin cảm ơn, đấy, البائع المطلوب 30 ريالا المطلوب 30 ريالا thứ cần thứ được đòi hỏi طلبه là đòi hỏi đấy طلبه là đòi hỏi hay là xin bây giờ مطلوب thứ được người ta xin từ bạn thứ người ta được
được yêu cầu từ bạn. Thì bây giờ bạn mua, bây giờ người ta yêu cầu bạn trả như vậy. Thì một lúc, tiếng Ả Rập nói một lúc là được, được xin hay là được yêu cầu. Bây giờ bạn được yêu cầu trả salasuna rialan 30 rial, phải không? Anh một lúc salasuna rialan được yêu cầu hay là được đòi hỏi phải trả salasuna rialan 30 rial. Talib nói tafaddal, please, هذه 30 ريالا, đây là 30 ريال. Please, هذه 30 ريالا, đây là 30 ريال. Okay. Okay. Liên quan tới bài cái keyword đầu tiên có câu hỏi gì không? Có từ mới hay là có dấu từ? Okay. إذن vậy نمشي الآن bây giờ mình đi tới الحوار الثاني. Đây. Và cái الحوار الثاني cái sách này hay nè. Hồi nãy á thì có nói giữa một người bán và một người sinh viên, tức như là giống đực. Bây giờ thì cái nhóm tác giả đưa một cái người bán đứng bán hàng và một người phụ nữ, tuy nhiên bây giờ đang diễn ra giữa một người đàn ông với một người phụ nữ, và mình coi các động từ nó như thế nào nhé. Họ sẽ sử dụng cái giới từ hoặc sử dụng cái khác biệt giữa muzakkar và muannas giữa giống đực và giống cái. Okay. Bây giờ marhaban, đây marhaban, ok. Vậy tiếng Ả Rập mình có thể nói là ahlan wa sahlan hay là mình nói là marhaban, tuy nhiên là mình welcome người khác tới chỗ của mình. À, ví dụ trong trường học, ví dụ một hiệu trưởng cái ngày khai giảng thì mình cứ nói ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, phải không? Nhưng một số hơi nhầm là xin chào các bạn, không phải nha. Cái từ của việc từ tiếng Việt của mình xin chào các bạn, mình ví dụ mình ví dụ học sinh hay sinh viên đứng trên lớp để thuyết giảng. Đôi khi một số nhầm nói là marhaban, không có. Tại vì mình cứ tưởng là marhaban là xin chào, không phải. Xin chào cái đây là không phải là welcome. Ahlan wa sahlan wa marhaban là welcome. Ví dụ học sinh khi mà thầy kêu đứng thuyết trình thì nếu mình sử dụng marhaban đâu có đúng. Mình đâu có welcome ai. Mình cứ tưởng là chào, là marhaban là chào, không phải. Ở đây mình dịch là đương nhiên là xin chào. Nhưng mà từ xin chào nó khác trong tiếng Việt của mình. Ví dụ mình đứng lớp, ai là chủ lớp có thể là nói xin chào được. Ai là chủ lớp á, cái này chức năng của họ là lớn nhất trong lớp. Ok, bây giờ mình tôi hân hạnh hay là chào đón các bạn tới lớp của tôi. Ok, còn học sinh chào ai khi mà lên phát biểu thì mình nói là assalamu alaikum hay là sabah al khair, chào buổi sáng, sabah al nur, sabah al masa. Đấy, đừng có nói marhaban. Marhaban gọi là gọi tôi là bạn là người ở đó, có nghĩa bạn welcome người khác. Vậy mất hai bên là welcome. Đấy, không phải là assalamu alaikum, good afternoon hay là good evening. Nhớ nhé. Ahlan wa sahlan có một số người nhầm khi mà sử dụng ahlan wa sahlan wa marhaban. Okay. Ayya khidmatin, có gì, có bạn muốn được phục vụ như thế nào không? Hay là sự phục vụ gì? Which service? Nghĩa bạn muốn tôi phục vụ cái gì? Như là nhất là người bán thì khi mình tới các tiệm hóa của họ thì họ nói marhaban, ayya khidma, any service. Cái này là tôi có thể phục vụ các bạn những dịch vụ gì không, những dịch vụ nào không. Ok, ayya khidma. Almar'ana uridu samakan wa lahman wa dajajan, tôi muốn samakan thịt, muốn cá, và lahman và thịt, và dajajan và gà. Thứ nhất là samak là cá, lahm là thịt. Cá cũng có thịt, gà cũng có thịt, nhưng mà ở đây khi mà nói lahm là từ thịt bò, thịt cừu, thịt cừu, bò đúng không, thịt bò, thịt ví dụ thịt lạc đà,
Nhưng mà cá thì nói tên cá luôn, còn gà thì nói tên gà luôn. Nhưng mà thịt thì đây có thể là thịt bò hay là thịt lạc đà. Ok. Uridu samakan wa lahman wa dajajan. Tôi muốn samak này, tôi muốn laham này, và tôi muốn dajaj. Ok. Al-ba'i nói tafaddali as-samaka, tafaddali as-samaka wa lahma wa dajaja. Cái hiwat đầu tiên thì nói tafaddal. Bây giờ ông ba'i đang nói chuyện với một phụ nữ giống cái, thì ông nói là tafaddali nha. Vậy mình nhớ là khi mình nói chuyện với đàn ông nói tafaddal, và nói với phụ nữ mình nói tafaddali. Tafaddali as-samaka wa lahma wa dajaj. Xin mời ông cá, thịt và gà. Okay. وَمَاذَا تُرِيدِينَ أَيْضًا. Thấy cái câu bên kia nói وَمَاذَا تُرِيدْ أَيْضًا. Nhưng mình nói với phụ nữ, tiếng Hàn ngôi thứ hai mình nói وَمَاذَا تُرِيدِينَ. وَمَاذَا تُرِيدِينَ أَيْضًا. Và bạn muốn cái gì nữa? Okay. أُرِيدُ خِيَارًا. Tôi muốn dưa leo. Khiết nhớ này, khiết dưa leo. Uridu khiaran. Và khiết trong tiếng là có hai nghĩa. Khiết là dưa leo. Thứ hai là lựa chọn. Hết là khiaruka, đây là lựa chọn của bạn. Đây là lựa chọn của bạn. Hết là khiaruka. Khiết có hai nghĩa. Thứ nhất là dưa leo. Và thứ hai là sự lựa chọn. Đây là lựa chọn của tôi. Hết là khiaruka. Đây là sự lựa chọn của tôi. Hết là khiaruka. Uridu khiyaran, tôi muốn dưa leo. Và basalan, và cái gì hành tím. Và hadha basalan, hành tím. Và tomatima, và tomatima, và tomato, và cà chua. Tomatim có thể là cái này mượn từ tiếng Anh quá. Tomato có thể. Al-ba'i nói tafaddali al-khiyara wal-basala wal-tamatima. Mời bạn al-khiyar, cà dưa leo, basal, cà chua, cà tím, wal-tamatima, và cà chua. Wa maza turidina aydan, và bạn muốn gì nữa? Wa maza turidina aydan. Thì cái phụ nữ mình thêm già với nùn thôi, đơn giản thôi. Aina tazhab, aina tazhabin, maza taf'al, maza taf'alin, tadkhulu, tadkhulin, như vậy. Al-mar'a uridu sukkaran wa shayan wa bunna. Tôi muốn sukkaran là sukkar, wa shayan là wa trà, chè. Và bún năn cái gì ta? Bún năn có thể là cái cà phê mà mình chưa xay, có thể bún cái trong hình có thể cái này là chính giữa bún năn. Để mình tra từ điển lại sao đâu. Bún năn có thể cái cà phê mà hộp cà phê mà hòa tan có thể. Để ra lại bún năn. Sugar là sugar, shay là tea, bún năn có thể cái này. Al-ba'i tafaddali sukkara wa shayya wal bunna. Please, sugar, shay, bun. Hal turidina shay'an akhar, bạn có muốn thứ gì nữa không? Thứ khác nữa không? Bạn có muốn thứ khác không? Okay. Al-mar'a nói na'am. Tabaqa baydin wa 'ulbatan milh. Một cái này, một cái mình coi một vỉ nữa. Một cái này kêu một gì anh? Tại vì tabaq trong tiếng Ả Rập là một tô. Cái này giống như một tô trứng, không phải cái này gọi gì ta? Cái này không phải hay là gọi một vị trứng không? Thường gọi là một vị trứng.
tại vì nó dễ trứng, ok. Tại vì bây giờ nó bán dễ 10 trứng, không biết cái này kêu gì. Thì to mặt đông một nam to mặt bay đinh là trứng, và ớt và ta milhin và một cái gì cái lon, một lon một lon muối, và hay là cái này gì một thùng muối hả, ăn ulba ulba milhin, một lon muối, cái này không phải lon, một hộp muối, một hộp muối ulba albai hada tabaqul baydi, đây là vị vị trứng, và hadhihi ulbatul mil ulbatul milh, và đây là một hộp muối, ok, hộp muối. Thấy hada tabaq, tại vì tabaq là muzakkar, là giống đực, và hadhihi ulba là giống cái, thành ra hadhihi. Thấy các bạn nghe, hada tabaqul baydi và hadhihi ulbatul milhi. Al-ba'i nói al-matlub 30 dinaran, được đòi hỏi, được yêu cầu, tức là giá bạn cắt được đòi hỏi 80 dinaran, 80 dinar, 80 dinar. Al-mar'a tafaddal hadhihi 80 dinaran. Cái câu này giống cái đàm thoại này, giống đàm thoại ở trước, nhưng mà phân biệt giữa giống đực và giống cái. Sao? Wal an namshi nashab ila al-hiwar al-thalith. Wa yakun hadha al-hiwar, tiếng Ả Rập nói, và cái hiwar này, đàm thoại này nó diễn ra. Mình có thể nói wa yakun hadha al-hiwar. Wa yakun al-hiwar và يكون الحوار بين giữa بين البائع والمشتري, giữa người bán và người mua. البائع là bán, المشتري là mua, okay, người mua. تفضل, xin mời أي خدمة, có đấy. Cái bài thứ nhất là mình nói أهلا وسهلا, cái bài thứ hai nói مرحبا, thứ ba là tafaddal please, mà vậy mình có thể sử dụng được xin chào bằng cách là người bán thôi, mình có thể nói marhaban, ahlan, tafaddal, thì xin mời vào, xin mời bạn coi những cái thứ mà tôi đang bày bán ở đây. Ấy khidmatin, any service, bạn muốn được phục vụ gì không, bạn muốn dịch vụ gì không. Vậy khidmat có thể dịch vụ và phục vụ nha, có hai từ, dịch vụ và phục vụ cả hai. Al-mustari nói uridu qamisan law samahta, tôi muốn mua một cái áo, hay một chiếc áo, một cái áo, hay là một mình nói sao, một uridu qamisan, tôi muốn mua áo, chỉ là mua một cái áo thôi. Law samahta, nếu bạn cho phép. Nhưng mà ở đây là câu nói lịch sử của tiếng Ả Rập thôi, mình đi mua mắc mớ, mình cần người ta cho phép, phải không, ok. Nhưng mà cái câu này trong tiếng Ả Rập nói rất phổ biến, lau samahta có nghĩa là làm ơn thôi, chứ không phải nếu bạn cho phép. Vậy cái lau samahta mình chỉ dịch là làm ơn, trong tiếng Việt của mình, tôi muốn áo, làm ơn xin ông làm ơn, phải không? Xin ông làm ơn bán dùm một cái áo là vậy. Uridi commission lau samahta, tiếng Ả Rập hay sử dụng lắm, lau samahta. Ví dụ bất cứ cái gì, ví dụ mình muốn hỏi anh này, xin anh làm ơn chỉ đường cho tôi, lau samahta, phải không? Aina at-tariq muwajjah, aina at-tariqul muwajjah ila bin nan, đường nào hướng đến bin nan, lau samahta, nếu ông làm ơn. Ha, nếu ông cho phép. Nhưng mà ở đây thì câu mình dịch là xin ông làm ơn, phải không? Xin bạn làm ơn, xin bạn vui lòng, đó, câu đó lâu samah ta, nhớ đi. Nếu mà đi Ả Rập, câu này người ta hay sử dụng nhiều lắm, nhất là trên đường phố hay là nói chuyện, lâu samah ta. Cái câu thì nói nếu bạn cho phép, mà ở đây mình xin phép ai, nếu bạn tha thứ, phải không, nếu bạn tha thứ thì đâu có mình mắc phải tội lỗi gì mà cần xin phép người đang nói chuyện với mình.
Nhưng mà câu á, xin ông tafaddal, xin mời huna, tafaddal huna, xin mời ở đây. Hada qismun qusman, đây là division của áo. Đây, đây là khu đặt áo đấy, và có thể khu bên kia là đặt bán khăn, bày bán cái thứ khác. Qism trong tiếng Ả Rập là cái gì, division, khu, hay là cái gì mình nhỉ? Division trong tiếng Anh, division. Mình có nhiều khu này, khu bán áo, hay là quay, hay là cái gì, division. Okay. Haza qismun qusman, đây là division của áo. Haza qamisun abyad, đây là áo trắng, áo màu trắng. Haza qamisun abyad, đây là áo màu trắng. Wa haza asfar, và đây là màu vàng. Wa haza azraq, và đây là màu xanh, xanh da trời, có xanh lá cây là akhdar. Wa haza ahmar, và đây là màu đỏ. Wa haza aswad, và đây là màu đen. Các bạn thấy không? Bây giờ mình học abyad, asfar, azraq, ahmar, aswad. Al mushtari nay bikamil khamis, bikamil khamis, bikamil khamis, với bao nhiêu al khamis, áo đó, tức là với bao nhiêu tiền cái áo đó. Bikamil khamis, với bao nhiêu tiền al khamis, áo đó, hay là áo này. Bikamil khamis, bao nhiêu tiền áo đó, áo này. Al ba'i nay al khamis bi 20 dinaran, áo đó bằng 20 dinar. Áo đó bằng 20 dinar. Okay. Al-ba'i nói, ayya qamisin turid, ayya qamisin turid, áo nào bạn muốn, which one. Ayya là các bạn nhớ này, which one. Trong tiếng Việt mình hay là cái nào. Ayya qamisin turid, áo nào turid bạn muốn. Al-mushtari nói, uridul qamisal azraq, uridul qamisal azraq, tôi muốn áo xanh, áo màu xanh. Hada huwa qamisul azraq, đây nó là áo màu xanh đấy. Hada huwa qamisul azraq, đây nó chính là áo màu xanh đấy. Màu xanh đúng rồi. Al-ba'ina ladayna aswabun jamila, chúng tôi có, ladayna chúng tôi đang sở hữu, ở nơi chúng tôi, mình học rồi cái đó. Indana ladayna, ví dụ hal ladayka shay, bạn có cái gì không. Hal indaka shay, bạn có cái gì không. Cả hai mình nói được laday với inda giống nhau, lada với inda giống nhau. Al-mushtari nói, bikamithawbu, với giá bao nhiêu thawbu, áo đó. Aswab ở đây là số nhiều, thawbu là số ít. Tại vì ở đây nói chúng tôi có nhiều, hay là chúng tôi có một vài loại áo mơ, áo đẹp. Jamila, khi mà số nhiều các bạn thấy dùng jamila, dùng giống như nó là số ít, giống cái, hay không? Còn số nhiều và số ít giống cái, giống nhau. Okay. Để ý nha, để ý, có thể bạn có thể đặt câu hỏi nha. Al mushtari bikamithaw, với bao nhiêu tiền áo đó. Al ba'i nói, athawbu bi 30 dinaran, áo đó bằng 30 dinar. Okay. Các bạn nghe nhiều từ dinar với dhahab, dinar không phải tiếng Ả Rập, dirham không phải tiếng Ả Rập, nhưng mà sử dụng phổ biến. Okay, dinar không phải tiếng Ả Rập, nhưng tiếng Ả Rập mượn tiếng gì, tiếng Ba Tư. Okay, tiếng Ba Tư.
Tại vì tiếng Ả Rập khi mà thời kỳ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tất nhiên Ả Rập chưa phải là một cái dân tộc, một dân tộc mà có gì, có một nền văn hóa nổi tiếng tại khu vực Trung Đông, có thấy không? Thành ra cái hệ thống tiền tệ không phải là một cái quốc gia nhỏ bé, mà có thể là một quốc gia lớn, có một nền văn minh, có hệ thống tiền tệ riêng, thấy không? Chính vì vậy tiền tới thời kỳ thiên sứ Muhammad và tới các thời kỳ bốn vị Khalifa, Ả Rập chưa có hệ thống tiền tệ độc lập mà có thể là sử dụng dinar và dirham của Ba Tư, có thể, thấy không? Và tới thời kỳ, nếu mà tôi không nhầm, tới thời kỳ Malik bin Marwan hay là Marwan bin Malik mới bắt đầu trong cái thế giới Ả Rập mới có cái hệ thống tiền tệ mới độc lập đó. Và nhưng mà cái từ dinar và dirham vẫn sử dụng luôn, vay mượn từ cái từ trước thời đó và sử dụng tiếp tục đó. Vậy dinar là bạc, vàng, dirham là bạc. Tại vì mình có hai trước đây thì mình có hai loại tiền thôi, dirham là bạc, còn dinar là vàng. Chính vì vậy các nước Ả Rập hiện tại, nếu mà nước nào mà có sử dụng dinar là vàng, tất nhiên là giá tiền tệ nó mắc hơn. Ví dụ Kuwait, phải không? Kuwait sử dụng dinar, và mình biết một dinar thì khoảng 3 đô la thôi. Dinar Kuwait khoảng 3 đô la. Một dinar nó 3 đô la hả? Kuwait. Bạc thì nó, đương nhiên Kuwait một dinar 3 đô la mấy. Kuwait một dinar Kuwait là 3 đô la mấy. Dinar mắc hơn, đương nhiên mấy nước dinar là mắc hơn đô la. Ok. Rồi có thể dinar Urdun có thể là 1 đô la mấy, Urdun mắc hơn. Trong nước Ả Rập hiện tại dùng dinar là ví dụ Kuwait này, Urdun này. Có thể Bahrain, có thể chưa rõ lắm. Còn mấy nước mà bạc ấy, thì ví dụ Dubai, Ả Rập Thống Nhất dirham, dùng dirham. Đấy. Còn ở Việt Nam mình dùng gì biết không? Chơi đi. Sao? Không à, bên một số nước quốc gia Ả Rập dùng vàng với bạc. Ở Việt Nam mình dùng gì biết không? Không, câu hỏi này, để sẽ tiếp. Việt Nam mình đấy hả? Việt Nam mình đồng tất nhiên là nó càng rẻ thêm, thấy không? Tính chính vậy tiền Việt Nam mình rẻ lắm, mình đồng thôi, người ta vàng với bạc nó mắc hơn đồng thế, đâu giá bằng vàng với bạc đâu, thấy không? Chính vì vậy ở Việt Nam mình có kho bạc nhà nước, mình đâu nói kho đồng nhà nước, kho bạc nó mắc hơn kho bạc, thấy không? Mình là đồng thôi, cái đồng chì á, thấy không? Mình giá nó không có bằng bạc với vàng, đồng là làm sao bằng được, thấy không? Đồng trong tiếng Ả Rập gọi là nuhas đồng, đồng đúng rồi. Người ta có vàng bạc thì tới đồng, phải không? Đồng nó giá nó rẻ hơn. Ả Rập Xê Út thì gọi riêng, ai biết từ riêng không? Riêng Ả Rập Xê Út thì xài riêng, mà không phải Ả Rập Xê Út không, Campuchia cũng xài riêng, Campuchia riêng giống nhau, Campuchia cũng xài riêng, Ả Rập Xê Út cũng xài riêng. Mà cái ai biết từ riyal là gì không? Riyal là royal. Tức là một cái tiền tệ mà do hoàng gia công nhận, chấp nhận. Thấy royal. Mà tiếng Ả Rập phát âm riyal, tiếng Trung kia riyal. Tại vì tiền lúc trước thì có một số thì sử dụng dựa vào trên vàng bạc. Okay. Một số đương nhiên vàng bạc cũng do quốc gia, có nghĩa là do hội đồng quốc gia người ta phê duyệt. Thấy không? Nhưng cũng có tên khác là royal, tức là tiền đó bắt nguồn gốc là cái nhà nước hay là hoàng gia phê duyệt đó, royal. Tiếng Anh là royal, real gốc từ của nó. Ok. Và trên thế giới thì mỗi nước thì có cái hệ thống tiền tệ khác nhau, thành ra cái tên á
nó có lý do của nó, tên tiền, cái tên currency là cái al-umla. Currency tiếng Ả Rập nói umla, umla currency, umlatun currency. Ok. Al-mutlub, al-ba'i nói al-mutlubu khamsuna dinaran. Bạn được yêu cầu hay là giá cả khamsuna dinaran, 50 dinar. Đấy. Tafaddal, xin mời. Hazihi khamsuna dinaran. Đây là 50 tiền dinar. Đây là 50 dinar. Ok. Hết 3 unit. Tới đây coi một chút xíu cái mufradat mu'jam từ điển, daftar là bài cái gì sách vở tập viết, column cái viết rial hay tiền Ả Rập Xê Út, rial dinar hay cái này chắc tiền Urdun, dinar hay Urdun, đây Urdun hay Kuwait này, Urdun à, chắc Urdun à, Jordan, Urdun là Jordan ấy. Al-Mu'jam al-Arabi, từ điển Arab. Kitab al-Qira'ah, reading book. Kitab al-Qawa'id, grammar book. Qabis al Kusman, số nhiều. Thawbun, thawbun là áo dài. Ok, áo dài nhé. Qamis giống như mà shirt. Áo tay. Còn thawbun, cái nghĩa áo mà kiểu áo Arab, áo dài Arab. Ok, khác biệt nha. Aswab là số nhiều của thawbun. Okay. Mình có từ khiyar, basal là cả cái gì, hành tím hay là hành tây cũng được. Basal là không quan trọng, hành tím cũng được, hành tây cũng được, cũng là basal. Tomatim, okay, tomato, sugar, đường, ulbatu milk, hộp muối, tabaku baytin, dĩ trứng. Tafaddal, mời. Ê, nó nói tafaddal nhưng mà để trong ngoặc khúc tự nhiên hãy lấy đi. Xin mời bạn lấy. Okay. Please take. Okay. Ishrun, 20. Salasun, 30. Khamsun, 50. Samanun, 80. Bunnun. Bunnun chắc cà phê mà cà phê hòa tan quá. Okay. Bunnun. Okay. Salah, hal huda, as'ila, hawla ma darasna, tafaddal. Có câu hỏi gì liên quan tới bài học của mình không? Hal indakum su'al yata'allaq bima darasna? Các bạn có câu hỏi liên quan tới những gì mình đã học không? Okay. As'ila hawla ad-dirasa, hawla al-mawdu', những câu hỏi liên quan tới đề tài. Okay, tafaddal. Inshallah nusharik. Chúng ta tham gia và nunakish, và chúng ta thảo luận. Tafaddal. Ai su'al? Bất cứ câu hỏi gì. Ok. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Tafaddali. Thấy không? Tôi nói tafaddali. Tại vì bạn nghe, khi mà bạn nữ á, mình xếp trong mind của mình luôn. Khi mình nghe bạn nam á, thì mình nói tafaddal. Đừng có nhầm. Mà khi nghe bạn phụ nữ hay bạn gái đang nói ngôi thứ hai với mình, thì nói tafaddali. Đã nghe không? Tafaddali. Dạ thầy, sâu câm mà số nhiều á, nó mang dấu u hả thầy? Sâu câm ở chỗ nào đây? Bị câm á. Ồ, bị câm. Bị câm. Bị câm al-qamisu. Dạ, hỏi về số hay. Lượng á. Ok, không hỏi tiếp. Về số lượng. Nó, bây giờ mình có hai cái. Mình có, trước mình có nhớ câm gurfatan nè. À, bây giờ mình có hai cách. Bây giờ này. Mình nói là ví dụ có mấy phòng trong nhà của bạn. Có mấy phòng trong nhà của bạn, cái nhà của bạn có mấy phòng, mình sẽ nói như vậy. Kam ghurfatan fi baytika. Nhớ nha, vậy là kam ghurfatan. Dạ, kam ghurfatan, có mấy phòng
trong nhà của bạn. Nhớ cái này. Tuy nhiên khi mình hỏi là căn của con có mấy phòng, cái cách câu như vậy, cái gurfa ở đây là số ít. Số ít và đọc A. Căm gurfatan, đọc nó sốc. Phát hóa nha. Căm gurfatan thì bây thì cả trong nhà của bạn. Còn ở đây mình nói là áo này giá bao nhiêu? Trong tiếng Việt của mình thôi, mình nói là cái này, áo này giá bao nhiêu? Áo này hay là áo giá bao nhiêu? Trong tiếng Việt như vậy, nhưng mà tiếng Ả Rập không phải như vậy. Tiếng Ả Rập nói áo này bằng giá bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Có nghĩa là ok, cái áo này nó bằng bao nhiêu? À, bây giờ là nó có từ bao nhiêu, nhưng mà ở đây thì nó bằng bao nhiêu? Cái đó mình hỏi về giá cả, bằng bao nhiêu? Còn cái này không, mình hỏi số lượng. Thấy không? Tại vì lúc trước mình nói là cái này bằng cái này, cái giá cái này bằng một quan, giá này bằng hai quan. Cái đó khác. Còn cái này mình hỏi số lượng thôi. Cái này là mình hỏi bằng bao nhiêu. Đó, thành ra khi mà hỏi bằng bao nhiêu các bạn nói như vậy. Bị cầm. Thấy không? Bị cầm bằng bao nhiêu? À, sau bù áo. Đó, như vậy. À. Hỏi về số tiền đó nữa thầy. Dạ. Yeah. Số tiền hả? Cái này. À, đấy, cái này số tiền, cái này số lượng cái này số tiền. Khi gọi số tiền bạn nói bị cầm, nhớ nha. Với bao nhiêu? Phải không? Với bao nhiêu? Tuy nhiên áo này với bao nhiêu tiền, với bao nhiêu giá trị? Đó. Nó khác. Cái này mình hỏi là số lượng, cái này mình hỏi giá trị này. Tuy nhiên là giá trị bao nhiêu? Khi mà hỏi giá trị bạn nói bị cầm. Với bao nhiêu, với giá trị bao nhiêu áo này đó. Còn khi nói như vậy, khi nói như vậy, khi nói như vậy thì bạn sử dụng become. Ok. Ok. Become a sale với giá trị bao nhiêu áo đó. Thấy, các bạn nhớ luôn. Khi mà hỏi về số lượng, các bạn nói như vậy, cấm good for time. Sau khi cấm, các bạn để A. Còn nếu mà hỏi về số lượng, giá trị, giá trị, giá cả thì bạn nói become bằng bao nhiêu, có nghĩa là mình có nghĩa là cái giá trị là mình cân cái đó, bây giờ mình cân cái này lên giá nó bằng bao nhiêu, phải không? Thành ra nó phải có become nhé. Become a sabu, đấy, become a sabu bằng bao nhiêu tiền a sabu áo đó. Ok, vậy cái này là bút tên, cái tên đó, cái này khobert một con đầm. Nó đúng ra là a sabu become. Đó, đúng nghĩa áo đó bằng bao nhiêu? Đó, bằng bao nhiêu giá trị? Còn khi mà trong mình đi shop, đôi khi mình nói kam kimatan. Đấy, mình có thể nói kam kima. Kam kima. Nếu mà kam kima như vậy, mình nói kam kimatan. À, căm kim tần, cái giá trị bao nhiêu? Đấy, giá trị bao nhiêu? Căm kim à? Căm samanan, căm samanan, giá cả bao nhiêu? Đó, căm samanan, samanan. Còn khi mà bị căm tức như là bằng bao nhiêu? Cái này bằng bao nhiêu? Còn cái này không? Mình gọi là giá trị bao nhiêu? Cái này giá bao nhiêu? Ok, mình nói như vậy. Ok. Vậy mình có hai cách. Thứ nhất là mình hỏi số lượng. Cái này là hỏi giá trị của hàng hóa, giá cả không gì. Thì có hai cách. Thứ nhất là mình cấm với số ít dấu A. Còn nếu mà hỏi bằng giá trị thì có thêm ví. Cấm sau cái này dấu U. Dấu U ở đây. Đấy, dấu U ở đây. Anh ơi, sau bùn với... sau bùn với lại commission nó khác nhau sao anh? Sau bùn áo tay, sau bùn áo Ả Rập, dạng áo Ả Rập, cái áo tay là commiss, áo tay là t-shirt, áo tay giống áo này t-shirt commiss hả? À, giống áo tay, còn sau bùn là áo dài giống áo Ả Rập. Ok. Câu hỏi khác. Chào. Nunakish. Hay là có một số dấu
căn Atasau. Anh ơi, em có thắc mắc với cái từ đề bài này nè. Hồi nãy em lúc mà anh chưa giải thích á thì em hiểu nhầm, em cứ tưởng cái từ đề này á là từ đề thức uống hay là mua đồ uống gì đó. Nhưng mà khi anh dịch á thì em thấy anh dịch là mua sắm. Tại vì em nhớ em trong đọc Quân An á thì nó có gì, nó có cái ai dắt thì wallahi huwa yutaimuna wazakin wazakin, nhưng mà em thấy dịch trong Quân An á là đáng đã cho tôi ăn và cho tôi uống, tức là liên quan đến thức uống. Nhưng mà cũng là từ sa co này, ở đây dịch là mua sắm, mà trong Quân An là thức uống. Khác nhau ạ. Yeski là từ Sako, gốc từ của nó Sako Yeski đó. Sako Yeski. Còn cái này Sukun khác nhau. Sukun khác nhau. Khác nhau à. Alif này có giá trị đó. Alif đó từ có nghĩa là từ. Ở đây đâu có Alif. Hiểu không? Ý nha. Sako ở đây là có ba chữ. Xin có Alif. Ở đây là có ba chữ xin vào co, không có alif. Vậy cái từ gốc của nó alif ở đây, từ cuối của nó là co. Vậy là cái này là từ độc lập, không phải là từ này với từ này liên quan. Đó. Rồi, quan trọng lắm á. Xác định từ gốc của một từ là rất quan trọng. Vậy mặc dù nó có xin với co, nhưng mà vị trí khác nhau. Vậy co ở đây là thứ tự thứ ba. Mà co ở đây thứ tự thứ hai, vậy là từ khác nhau hoàn toàn 100%. Nhá. Dạ. Còn ta sau vút là đến từ này. Còn Sako hu là gì? Yut'imuni wa yaskin. Ngài là người cho tôi ăn và ngài là cho tôi uống. Sako tiếng Ả Rập cho uống. Hả? Khác nhau. Còn Sukun là chợ, siêu thị. Ta sau qua co tiếng như đi chợ. Ta sâu và cò đi chợ hay là mua sắm, đi chợ để mua sắm, khác nhau. Đấy, khác nhau. Ta sâu hoặc ví dụ ta sâu hoặc phil matchjer, tôi đang đi mua sắm, tôi đi chợ, đi mua đồ tại các mall matchjer tím hay là khu mua sắm matchjer anh. Ok Hassan, ok Hassan, alhamdulillah. Cái chữ alif cũng quan trọng quá ha. Quan trọng lắm, xác định chữ gốc trong một từ là rất quan trọng. Alif cứ như là từ độc lập, cái gì chữ độc lập. Bên bển nó còn xài tiền vàng không? Bên Kuwait xài tiền vàng anh. Kuwait, Jordan, chắc mấy nước Ả Rập vẫn xài tiền vàng. Chính vì vậy tiền họ mắc lắm. Tất cả khối Ả Rập mà xài tiền vàng mắc lắm. Cái Jordan một dinar Jordan đổi khoảng 5 rial Ả Rập Xê Út á. Vậy là một dinar Jordan có thể là khoảng một đô mấy á. Còn dinar Kuwait á thì ba đô, em rõ là ba đô mấy á. Một dinar Kuwait. Tại nó ở Kuwait người ta nói là mua cái này mấy đồng, chưa tới trăm luôn á, tiền nó mắc lắm. Ở Kuwait người ta hỏi nhau, ví dụ mình ở đây mua mấy cái này mấy trăm ngàn, tới ngàn mấy trăm ngàn luôn. Còn Kuwait người ta hỏi nhau cái này mua mấy đồng, nói mấy đồng thôi, nhiều nhất là mấy chục, để tiền nó mắc lắm, mấy chục. Còn trăm thì chắc mình mua đồ cả bóng luôn á, một tỷ, 100 dinar là 100 dinar của Kuwait là tới 300 đô mấy. Mình đâu đi chợ mà mua tới 310 triệu đâu anh, thấy không? Thành ra hỏi nhau ở Kuwait á, mua mấy đồng, mấy chục là nhiều lắm á. Rồi giới thiệu mình mua đồ ăn, mình ăn xong, mình mua đồ xong, mình nói tính tiền thì nói sao? Ví dụ tính tiền mình nói cam bao nhiêu? Mình nếu mình nói trong chung là cam bao nhiêu? Khi mình không có để ý tới là
với bao nhiêu hay là số lượng mình nói cầm cầm bao nhiêu cầm yêu mình nói okay. Là bao nhiêu cầm, tại vì cầm là bao nhiêu, cái đó là chung không được. Okay, cầm. Ok, cảm ơn. Ok. Off one. Off one. Sharif, có câu hỏi Sharif. Và tôi đó là cái thời mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam từ rồi sau đó của mình đó. Sallallahu alaihi wasallam là đừng cái gì đó. Đừng tin đó đúng không? À, đừng về từ luôn. Đừng tin đó. Không nghe rõ Sharif. Cái này thời Nabi mình đó, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dùng tin đó đúng không? Đúng rồi, dinar dùng tới thời Amaviya luôn. Tuy nhiên là cái tiền dinar là từ của Ba Tư, tiền hầm của Ba Tư. Tại vì Ba Tư là một cái gọi là một cái đế chế, đế quốc lớn lắm và có ảnh hưởng tới nhiều cái khu vực trong Trung Đông. Thành ra khi mà thời Nabi thì dân tộc Ả Rập đâu có tài tiếng, không có cái gì. Thấy không? Thật ra người ta nói khi mà Nabi được gửi đến nhân loại thì vào thời kỳ đó người Ả Rập là một dân tộc, người ta là dân tộc bàn đạp thôi. Không có cái gì mà liên quan tới sự phát triển hay là có một cái nền văn minh to lớn trong khu vực, không có. Chính vì ngay cả hệ thống tiền tệ, giống như ở Việt Nam mình làm gì mình có hệ thống tiền tệ. Có thể là cái vùng Đông Nam Á mình hay là cái vùng gần Đông Nam Á mình, cái một nền văn minh lớn có thể là Trung Quốc thôi, còn qua bên kia chút xíu là Ấn Độ, thấy không? Chính vì vậy các nước trong khu vực của mình đa số sử dụng chuyển, mình là tiền là có nguồn gốc tiếng Trung Quốc, chuyển, thấy không? Mình làm sao mình có hệ thống tiền tệ được? Một dân tộc nhỏ bé, ví dụ dân tộc mình nhỏ bé xong đó, Campuchia làm sao có cái hệ thống tiền tệ được? Trước đây, thành ra tiếng Campuchia nói lùi là cũng là tiếng Hán, là tiếng Trung Quốc. Tiền cũng là tiếng Trung Quốc. Làm sao mình có được? Mình nói tiếng Trăm, mình nói chìm. Chìm là trẻ nói tiếng Trung Quốc. Làm sao mình có hệ thống tiền tệ được? Không có. Đấy không? Thành ra mình có được chìm trong tiếng Trăm. Chìm cũng là trẻ tiếng Trung Quốc. Tiền cũng là phát âm lái từ tiếng Quốc chén. Còn tiếng Campuchia lui cũng là một số cái ngôn ngữ bên miền Nam Trung Quốc. Miền Nam Trung Quốc, phải không? Vậy tất cả đều là Trung Quốc. Vậy là bên Đông Nam Á mình có thể là hai dân tộc lớn có một nền văn minh như là có thể là Trung Quốc với Ấn Độ thôi. Còn bên kia chút xíu là Ba Tư. Còn mình chưa tới bên châu Âu. Vậy là cái mình bên châu Á mình Ba Tư, Ấn Độ, Trung Quốc thôi. Có hệ thống tiền tệ rõ ràng, cụ thể luôn. Ok. Bà Sô Luân, hồi nãy áo dài từ Ả Rập gì ở quê này? Áo dài Sâu Vùn. Sâu Vùn hả? Sâu Vùn mà sâu nghe cái từ dù xưa mới vào Islam, từ Cà Đốc hay Campuchia hay là gì? Hay Malay hay là chạy như cho đốc nó nói là upper là áo dài là làm sao từ cho đốc hay Malay là từ gì? Áo dài upper. Cái đó là áo juba gọi áo bao juba. Anh ơi mắc hình rồi anh ơi. Hả? Mắc hình ảnh anh. Okay. Thấy anh? Chưa. Không kịp. Ok. Ok. Tiếng Malay gọi là Aljuba.
Malay thôi, nhưng có gốc của tiếng Ả Rập Jubba. Jubba đó cũng giống nhau. Jubba, Jubba cũng là loại áo khoác lên người của mình, giống như áo Ả Rập hiện nay, ví dụ giống như một số áo khi mình mặc áo lên có một cái loại áo khoác lên lên đầu của mình nữa, cũng là áo Jubba, tương tự của áo Jubba sâu bùn đó, giống nhau, nhưng mà tiếng Ả Rập gọi là sâu bùn áo. Sâu bùn Jubba cũng là loại áo, áo gì áo, áo mình nói áo Jubba giống áo của Ả Rập, cái như áo mình khoác lên đầu của mình giống như áo Ả Rập. Vậy người Ả Rập có thể gọi là Jubba với sâu bùn giống nhau. Okay. Áo Jubba, Jubba là tiếng mình đang mượn tiếng Mã Lai, nhưng Mã Lai cũng mượn tiếng Ả Rập Jubba, nhưng mà người Ả Rập ít ít dùng Jubba lắm, nói sâu bùn, hiểu không? Jubba cũng là áo sâu bùn thôi, áo mà mình khoác lên đầu của mình xuống. Ok, tay động có cổ. Ok, có thể là một loại áo của người Ả Rập, nhưng mà tương tự giống áo Jubba thôi. Tại vì áo Jubba trong tiếng Ả Rập, ví dụ bên Sudan khác, Sudan thì không có cổ này, thấy không? Và Ai Cập không có cổ, không có cái này, không có cả, cái gì cola này. Rồi có một loại áo Jubba bên bên gì bên Bắc Phi thì có cái gì mà nó đội lên đầu, thấy không? Cũng tương tự luôn. Mỹ cũng Mỹ cũng áo đội lên đầu đó, cho cái nón á. Thấy không? Đó là con abaya. Abaya là cái áo Jubba của phụ nữ, áo đen nó khoác lên đấy, abaya. Abaya, abaya. Abaya, thấy không? Abaya. Đó. Thì các loại áo như vậy thôi. Chứ mà Jubba tiếng Ả Rập á. Tiếng Ả Rập nói Jubba. Nhưng mà hiện tại không có ai sử dụng sâu quần. Ok. Jubba. Mình nói mình mua áo thì thông thường mình nói sâu quần rồi đúng không? Sâu. Rồi chị mình có đọc artist có sao bài thoại gì thuộc lại từ lâu không biết almost been caught up hay là nói là hay sao bài nào quên rồi, nhưng mà nó là thì nó là snappy thích áo là áo áo Arab Yemen. Komis đó. Komis ini áo mà bị trong hati có nó bị thích komis. Komis là áo bay. Ok. Nhưng mà lúc thời Nabi thì áo áo kiểu bây giờ giống Arab mà giống như sâu bùn luôn, áo kiểu như nào ta? Áo mà đúng rồi, áo kiểu Arab, áo kiểu Arab á là áo sâu bùn Jubba là áo Arab. Áo hiện nay là áo tự nhiên là áo mà họ thừa kế từ ông bà tổ tiên tới hiện nay, áo đó, áo của Ả Rập. Ok, sâu bùn. Nhưng mà áo đó không phải sunnah nha, phải phân biệt hai cái. Áo đó là sunnah Ả Rập cũng phải sunnah Nabi. Tuy nhiên là trước khi Nabi xuất hiện có cái áo đó rồi, một số người nhầm lẫn mặc áo Ả Rập là áo sunnah, không phải. Tại vì mình vấn đề gọi là vấn đề đây là mình là cái áo sunnah là áo như thế nào, thì Nabi cái luật áo loại nào? Áo sunnah của Nabi áo màu trắng thôi. Bất cứ mỗi dân tộc có một cái áo riêng của họ, nhưng màu trắng là sunnah của Nabi. Thấy không? Nabi nói các bạn hãy mặc áo màu trắng và hãy liệm người quá cố hay người chết của các bạn bằng vải màu trắng. Thấy không? Màu trắng là sunnah Nabi. Còn mỗi dân tộc họ có quyền hay là họ có cái gì mà cái ưa thích nhất của dân tộc đó. Nhưng mà màu trắng là cái gì, cái tiêu chuẩn của sunnah. Không phải là áo Jubba là sunnah Nabi, không có. Ok, đúng. Nhưng mà một số đúng người rồi, nhầm hiện nay là áo Jubba là sunnah Nabi. Tại vì mình có xem một video clip của Sheikh Yasin Qadir. Và cũng nói về tức là cái way dress như thế nào là gọi là theo sunnah. Giống một số người nói như và tôi hiểu lầm là người là áo cái Ả Rập gọi là sunnah, nên nó không phải tùy theo cái địa phương. Nếu mình nói có là không, tức là mình nói như vậy nghĩa là mình nói những cái mà gọi là cái Nabi không làm gì được, tức là against sunnah, chống sunnah, chứ không phải thật ra mình nghĩ vậy thôi, mình nói là Nabi. Nhưng mà giống và tôi nói kiểu giống như xét giả xin cầu thi đó, tùy theo cái địa phương, tùy theo cái văn hóa của họ, đó là mới gọi là sunnah, mặc theo sunnah. Nhưng mà ví dụ thay vì mình mặc ví dụ thay vì mình mặc áo mà Nabi từng mặc nó hay hơn là hay là mình mặc áo mà người không phải Hồi giáo từng mặc, cái đó mới gọi là cái hay, hiểu không?
Mình mặc áo mà Nabi từng mặc áo đó, nó hay hơn là mình mặc áo mà những kẻ thù của mình mặc đó. Hiểu không? Nghĩa là người mà again mình, người mà không thích mình mặc, kẻ thù ở đây không không nhất thiết là kẻ thù chiến tranh với mình, chứ là không phải là người của mình, chỉ là một nhân vật khác mình so sánh với thiên sứ. Tuy nhiên là mình nên mặc áo mà thiên sứ từng mặc nó hay hơn, hay là mặc áo mà họ không phải là người của mình. Đó. Ở chỗ đó có thể mình ăn điểm được. Tuy nhiên là cầu xin Allah. Và cái này là coi như là một cái code hay là một cái phép tắc của Nabi, đấy là một adab của Nabi. Đó. Mình đó làm như vậy. Trong đó nó gọi là thứ mà Nabi làm một cách tự nhiên. Ví dụ Nabi ăn gì? Cách ăn của Nabi sunnah. Còn cái đồ ăn của Nabi là cái đồ ăn của người Ả Rập thôi. Đâu phải sunnah. Ngoài từ có những hadith Nabi nói ăn cái này là sunnah, ăn cái kia là sunnah. Mới gọi là sunnah của Nabi. Cái đó là những thứ thói quen bình thường của Nabi, không phải là sunnah. Yeah. Ví dụ Nabi ăn lúc 9 giờ. Mình có nói là 9 giờ đó mình phải ăn theo sunnah Nabi hay không? Không có. Cái đó là những thói quen, cách sống không vấn đề, không có liên quan. Nhưng nếu mà có hadith Nabi nói các bạn hãy ăn đúng 9 giờ vì lý do như vậy, cái đó sunnah Nabi. Yeah. Sunnah mà trong Islam mình được kêu gọi để thực hiện theo thiên sứ Muhammad. Còn ví dụ Nabi ăn bánh mì, tại sao mình không ăn, ăn bánh mì? Sao mình nói sunnah Nabi ví dụ như? Hay là Nabi đi cầu lúc 9 giờ, tại sao mà mình không đi cầu lúc 9 giờ, nói là sunnah Nabi? Tại việc làm của Nabi mình phải biết phân biệt cái nào là do cái thói quen tập tục của dân tộc khác, còn cái nào Nabi nhắc mà bị kêu gọi mình theo cái tôn giáo, cái đó là rõ ràng là sunnah của Nabi. Ok, khác biệt á, nhưng một số nhầm mà mình không giải thích rõ. Còn em thấy cái văn Mỹ, cái văn hóa của Mỹ, đặc biệt người miền gốc Mỹ đó, cái đồ bán của nó ở đây và cái đồ ăn của nó dân giống như một cái gọi là cái bữa ăn của nó đó, vô bữa sáng giống như mình thấy so sánh với Islam mình á, mà nó hình như là hầu như là nó gần, tại vì vô món bánh mì nó hay món bánh mì đó, nó lại healthy hơn bánh mì đó ở chắc có bơ chẳng hạn, hoặc là nó ăn ô liu và nó ăn với mật ong chắc vô đấy, và nó ăn kiểu như vậy đó. Bánh mì có thể là tập tục của người Ả Rập với những dân tộc châu Âu có thể giống nhau, hay là có thể bị ảnh hưởng hay không đó, có thể. Thì đương nhiên mấy món món từ bên Trung Đông lên tới châu Phi và tới Bắc Phi và tới châu Âu có thể món gần giống nhau, phải không? Có thể. Ok, inshallah naltaki yawm al ahad. Bà Sư Đôn, hồi xưa okay. Giống bà Sư có nói đó, cái một hai tịch lâu rồi có bà Sư có nói cho mình nghe đó, là cái mình nói cách mặc áo đó, một cái làng đó hay một cái là shura trong Islam. Đúng rồi, mình làm mình mặc một cái khác người ta thì nó cũng không được tốt phải không? Cho mình tự nhiên mà người ta mặc dài hết. Áo cái quy định ăn mặc trong Islam. Cái quy định ăn mặc trong Islam thứ nhất là một người đàn ông mình cần phải che giữa rốn và đầu gối. Ok, cái đó là cái quy định tối thiểu nhất của người đàn ông. Còn cái che của bạn tùy theo văn hóa của bạn thôi. Bạn có thể che bằng cái gì? Có thể là mình che bằng giống như cái gọi là cái bằng chăn hay là bằng quần, hay không vấn đề. Nhưng mà cái chỗ che mà tối thiểu nhất á là rốn với đầu gối. Còn phụ nữ thì toàn thân ngoại trừ mặt và hai bàn tay trong mấy sập Imam Shafi'i đã xong. Còn thứ hai thì nó có sunnah. Sunnah là Rasulullah ưu tiên màu trắng. Thứ nhất là mình có bắt buộc bây giờ mình đi tới sunnah là màu trắng. Và màu trắng được ưu tiên. Có đó sunnah, nhưng mà bạn có thể màu đen, màu gì là tùy bạn thôi. Không vấn đề đó. Và thứ ba, nhưng mà cấm kỵ shura, trong Islam gọi là libas shura. Shura tất nhiên là bạn mặc cái gì mà nó
Tuy nhiên là bạn nổi tiếng vì cái y phục đó, chỉ một mình bạn thôi. Ví dụ trong ví dụ bạn đi tới một đất nước mà tất cả người ta có mặc một cái coat thôi, nhưng mà bạn đem cái coat khác, mà khi bạn đi trên đường người ta tự nhiên tạo sự lạ lùng cho người khác, thấy không? Thì cái đó trong Islam cấm. Mặc dù áo của bạn có thể, áo của bạn là bạn có thể mặc tại địa phương của bạn được, thấy không? Gọi là show đó là nổi tiếng. Tuy nhiên bạn nổi tiếng ở đây, nổi tiếng có một số nói nổi tiếng bằng giá cả, nổi tiếng bằng từ giá cả luôn. Tuy nhiên người ta nổi tiếng là anh này cái mua áo là loại xịn tới mấy ngàn đô một cái áo, cái đó cũng là show đó. Để show đó có thể là nổi tiếng bằng cái phong cách, nổi tiếng bằng giá cả luôn đó, không được. Thành ra trong cái này, trong Islam cũng nó hay giống như trong tục ngữ, trong tiếng Việt của mình, nhập gia tùy tục. Tuy nhiên là đừng có làm khác người, phải không? Vâng, có thể mình, trong địa phương của mình, mình có ơn anh có comment của Rasulullah SAW là mặc áo màu đỏ đó, đỏ mà đỏ như báu á, có loại haram không? Cái đó thì không có được ưa chuộng cho lắm thôi. Trong một hadith có Rasulullah alayhi khulla hamra, thấy có sao bệnh ấy, Rasulullah có mặc áo màu đỏ, và tôi không biết phân biệt được giữa mặt trăng với thiên sứ Muhammad, tại thấy thiên sứ có khi mặt đỏ thấy đẹp lắm, thấy không? Và tôi không thể là phân biệt được đâu là mặt trăng, đâu là thiên sứ Muhammad, thấy không? Cái áo không quan trọng. Màu đỏ thì cũng ok đúng không? Tại vì okay, nghe mấy có ta liêm bên Ả Rập, bên á, làng mình á, cũng về đó là có ta liêm hoa thịt đó là màu đỏ, là nó màu đỏ kiểu đỏ chết giống như con máu á, là haram. Không có haram đâu, màu sắc không. Tại vì con nghe lúc đó mình có gọi được cho chính xác, màu đỏ đó, đỏ là không có đúng không? Không có, không sao. Ok. Thầy cho em hỏi một câu. Ok, Abdali. Yes, khi nào một câu nó có vào cái nùi đằng sau đó thầy? Giống như cái câu Khamsuna Tainaron đó thầy. Tại sao có vào cái nùi đằng sau? Chỗ nào đấy? Chỗ hỏi giá cả, cái gì? Hỏi số tiền bao nhiêu? Become a Sawbu. Sau na kham... năm cái gì? Khamsun. Dạ. Cái đó là số đó luôn. Khamsun là 50. Ok. Khamsun là 50. Vào ở đây là cái số nó Khamsun mà. Ok. Hay là chị muốn hỏi tại sao không phải là Khamsin mà là Khamsun, có phải như vậy không chị? Dạ. Ok, Khamsun ở đây ha thì Khamsun muttada khabar. Khabar của số nhiều hay là hình thức số nhiều là bằng vào. Mình có từ muslimin. Đấy. Dạ. Cái từ này trong tiếng Ả Rập gọi là mulhaq bil jam'. Mulhaq bil jam'. Nó không phải là jam'. Jam' là số nhiều. Nhưng mà nó tự như jam'. Trong thuật ngữ gọi là mulhaqun bil jam'i. Những cái gì, tại vì số nhiều là mình nói con người, ví dụ con người là muslim một người, muslimun là jam' muzakkar salim, cái thuật ngữ của nó jam'. Nghĩa là gì thầy? Cái đó nghĩa là muzakkar salim. Cái này là tên gọi của mỗi từ thôi, mình có số ít, số nhiều. Nhưng mà số nhiều có hai ba loại số nhiều. Thứ nhất là jam' muzakkar salim, jam' muannats salim, jam' taksir. Nó có ba loại jam' giống đực, jam' giống cái và jam' bất quy tắc. Cái này là nó thuộc mulhaq bil jam', tức nghĩa là thứ được coi như là số nhiều. Và khi số nhiều của nó giống như muslimun, nhưng mà đôi khi mình có muslimin. Đấy, bây giờ mình nói vâng u, mình nói khi mà tác nhân, mình nói ja'a muslimun, ai là gây ra hành động đến là muslimun. Muslimun là tác nhân ở đây mình nói fa'il, nó phải dấu u, ja'a muslimun. Nhưng mà số nhiều của nó, muslimun và muslimin, mình sử dụng như thế nào? Khi mà nó ở vị trí dấu u
thì mình nói ja muslimun vào. Và ở đây ha zihi samanun ha zi mubtada samanun khabar. Khabar là ya'u, thành ra samanun ishurun khamsun. Inshallah có thể cái này mình sẽ học lại inshallah. Để mình trước khi mình học mình phải phân biệt số nhiều, các loại số nhiều và số ít, và từ chỗ này mình sẽ thấy cái lý do tại sao có vào ở đây, tại sao có già ở đó. Ok sau đó mình sẽ mình thằng trước đây có hỏi á, tại vì bà Xuân có hứa là phải dạy phần số nhiều á, tại để mình đi qua mấy cái bài á là mình hiểu cho giờ để mình hiểu cho giờ thêm vào cái này gì đó. Và thứ hai là câu bắt đầu bằng danh từ, mình học câu bắt đầu động từ đúng không, câu bắt đầu danh từ chưa học đúng không? Rồi hai thứ là cho đó. Dạ chị cái này hiểu chưa chị? Chưa hiểu lắm. Ok. Trong tiếng Ả Rập mình có isim. Isim là danh từ. Isim mình có thứ nhất là số ít, mufrad, số ít. Số ít. Thứ hai mình có jama. Số ít là đơn giản thôi. Bày tuần rò dù lần theo. Còn số nhiều mình có ba loại. Jama, muzakkar salim. Thứ hai, jama, muannas salim. Thứ ba, mình có jama, taksir. Dạ vâng, tắc xin, xin nghe, xin đó. Khi mà tới danh từ, người Ả Rập có số ít, số nhiều. Đương nhiên có số đôi là đương nhiên rồi. Nhưng mình ít đề cập tại số đôi không có thay đổi nhiều, chỉ có vầu, nùn, già, nùn. Cái này mình hôm bữa mình có nói rồi. Nhưng mà dạ mất, bây giờ mình có là dạ mất mô giặc cơ sơ lìm. Dạ mất mô giặc cơ sơ lìm. Cái đây là tên gọi của mỗi danh từ. Dạ mất mô giặc cơ là số nhiều. Giống đực. Jamo muannas salim, số nhiều giống cái theo. Số nhiều giống đực cũng có, số nhiều giống cái cũng có. Và ở đây là số nhiều bất quy tắc. Ok. Ví dụ mình có từ muslimun. Muslimun là số ít, là muslimun. Ở đây muslimun là số ít. Muslimun. Ok, số ít. Ok. Bây giờ mình có số nhiều của nó. Muslimuna. Ok, muslimuna. Ok, số ít là muslimatun, muslimatun, số ít là một người phụ nữ, một phụ nữ muslima, cái này một người muslim. Ok, vậy số nhiều của muslima là muslimatun, muslimatun. Ok, vậy số nhiều bất quy tắc, số nhiều bất quy tắc là nó thuộc dạng số ít, nhưng mà nó không có mẫu này hay là mẫu này. Nó có một mẫu khác mà nó không có quy tắc, gọi là chỉ một bạch xiết. Ví dụ bày tuần. Bày tuần là nhà. Số nhiều của nó có phải là bày tuần hay là bày tắt, giống như chỉ một mạng này sao lên không có. Thì số nhiều của nó là bù dút. Chính từ bù dút này là chỉ một bạch xiết. Thế nhiên là một cái chỉ một mà không có quy tắc. Hả? Ok. Mình bây giờ mình có giờ một mà anh sẽ một giờ sau đến một anh sẽ đến giờ một tắt xếp. Mình có một cái nữa gọi là mulhaq bil jam'i. Mulhaq bil jam'i. Mulhaq được coi như là giờ một thôi, nhưng mà thực tế nó không phải là giờ một. Ví dụ như không sun. Thấy không? Aradun. Aradun. Nó cũng có vào luôn, nhưng mà nó thật sự không phải là jamak muzakkar salim, mà gọi là mulhaq bil jam'i. Và khi mình nắm rõ muslimun, muslimat, muslimat, buyut, bây giờ mình tới cái phần nahu. Ok, khi mà nahu thì mình có ba dấu thôi, dấu u, dấu y, dấu a, vị trí của nó. Khi mà dấu u của jamak muzakkar salim thì mình dùng muslimun, dấu u của nó. Cái vị trí dấu u á thì mình dùng muslimun. Còn khi mà vị trí dấu y thì mình dùng muslimin. Chị hiểu chứ chị?
Dạ hay là chưa đâu, ok vậy mình đi từ từ đi không sao đâu, hiện tại không sao là tại vì nó nhiều lắm, nhiều lắm, ok mình đi từ từ không sao, có thể mình đi từ từ sao không sao, mình sẽ đi tất nhiên là số nhiều số ít từ từ rồi vị trí cao không sao, không sao không sao lắm, Ok. để không sao lắm, off one sao từ từ sao. Alhamdulillah. Thật luôn. Theo mình thì theo mình thôi nhé. Cái alhamdulillah thì nhiều người xưa mình học vậy đó là cái gọi là cái gọi là cái thuật ngữ đó, cái thuật ngữ nó quan trọng lắm. Và cái đúng không? Cái thuật ngữ và cái nhiệm vụ của nó, cái tên của nó và cái nhiệm vụ của nó làm cái gì và cái thuật ngữ đó. Cho mình đấy. Theo mình nghĩ vậy đó. Ok, nếu Barcelona đi thì có một ngày nào đó Barcelona review lại mấy cái thuật ngữ mọi mọi người cần học, tại vì không có lúc thì giống lớp Barcelona có người ta có thể tự học thêm á, có thể một số cái thuật ngữ Rồi, hợp á, chưa 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 có thể chưa hình dung được clear nữa, đúng không? Đấy, rồi. nó là khó thuật ngữ một chuyên ngành mà. Ok, Rồi. sure. Sau là nên thì theo với thời gian sau đó mình có thể dành mấy mấy ngày mình học cái này cũng được. Sau sau là Iran nào đó cũng giao mình sau Jalan nanti yang malahan insyaAllah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.